Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cộng Dương nha. Lời đầu tiên thì xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, mọi sự bình an và thành đạt trong cuộc sống. Hiện tại thì mình đang có mặt ngay tại Nova World Phan Thiết thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay là ngày thứ bảy, giờ này là 16 giờ. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý anh chị và tất cả các bạn cùng đi ra dạo một vòng, xem cái tình hình du lịch ở đây vào cái dịp hè này như thế nào nha. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình ghé ở đây thì mình thấy ở đây sắp diễn ra một cái chương trình ở đây, ở một cái sân khấu kia là người ta đang tổng duyệt nè, để tối nay biểu diễn nè. Cái vị trí mà mình đang đứng ở đây chính là cái con đường chạy ngang qua một cái khu sub house. Khu sub house nằm phía bên tay phải mình đây. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình thấy cũng có khá xe ô tô của khách du lịch người ta ra đây tham quan nè. Chắc chút xíu nữa mình sẽ cắt thôi, cắt mình là chèn âm thanh khác, tại vì là bên kia người ta đang mở nhạc. Bên này chính là cái khu sub house, cà phê và lưu niệm. Hiện tại bây giờ thì mình thấy phía ngay cái quảng trường Bikini Beach người ta thả diều nè. Đó, những con diều đủ màu sắc đang bay ở trên trời đây. Bên này có cái quán kem cà phê. Bên này là người ta bố trí những cái ghế cho du khách người ta ngồi nè, rất là xinh xắn ha, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc luôn. Trưng bày hai chú robot. Chú robot này rất là to. Cái này cũng cao khoảng 10 mét à. Thank you.
cái nhà màu hồng này là bên trong này người ta bán cà phê, kem, trà sữa nè. Màu hồng rất là dễ thương luôn ha. Pinky Garden. Đây là quảng trường Bikini Peak đây. Giờ này chịu mát cho nên là du khách người ta đang đổ xô ra đây nè. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bãi biển nha. Bãi biển buổi chiều hôm nay cũng khá là nhộn nhịp đây. Giờ này du khách người ta tập trung ở đây cũng khá là đông đây. Biển sóng êm, bãi biển rất là đẹp nha. Mình thấy bên này có cái hoạt động gì của một nhóm bạn trẻ ở đây. Đó, trong này là bán cà phê, kem, trà sữa nè. Chỗ này mà các chị em ra đây chụp hình rất là tuyệt vời luôn đây. Đây là hoạt động nhóm kiểu như là team building. Các bạn trẻ này là lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, mặc áo đồng phục. Bãi biển chiều hôm nay là sóng mềm mà gió mát. Mấy bạn trẻ rất là vui tươi. Bãi biển ở Lower World là buổi chiều hôm nay du khách tập trung khá đông này. Ở bên kia nữa nè. Bãi cát là mịn màng, sạch sẽ. Biển êm, nước biển cũng khá trong. Do hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 cho nên là mình thấy hôm nay là các gia đình người ta là dắt con cháu người ta đi chơi nè, đi tham quan vui chơi rồi ra đây tắm biển. Ở ngoài kia mình thấy cũng có du khách người ta thuê chiếc
jet ski đang lướt sóng ở ngoài kia ha. Ở phía bên trong kia là những cái khu nhà hàng. Những cái khu nhà hàng này là người ta mới mở trong vòng vài tháng trở lại đây thôi. Ở trong này thì cũng có trang bị là ghế ngã dù cho du khách nằm nghỉ ngơi thư giãn nè. Cái chiếc jet ski kia nó lướt sóng rất là nhanh luôn. Rất là mạnh luôn. Đi ra ngoài à? Anh nhỏ anh thích, anh khoái à. Ở trong kia là người ta mở nhạc, mình là trốn ở đây mà vẫn còn nghe á. Mình thấy phía bên kia du khách người ta đang tắm biển cũng khá là đông. Do cái chỗ đó là người ta đi cái hướng khách sạn Mobile Beach đó, đi thẳng ra. Phía bên trong này là người ta bố trí những cái dãy ghế này, cho du khách ngồi nghỉ ngơi thư giãn đây. Ở đây được bố trí những cái ghế như thế này nè. Ghế này nằm thoải mái, nằm hóng gió biển, thư giãn. Bên trong này là club Aloha. Ở trong này là bán cà phê và các loại nước uống.
Không gian trong này cũng khá là đẹp ha, rộng rãi, thoáng mát. Ngồi đây là có thể ngắm cảnh biển và hóng gió biển này. Rất là thú vị luôn. Aloha. Phía bên trong này là khách sạn 5 sao Movenpick này. Chỗ này có mấy cái sân bóng chuyền. Lower World, Phan Thiết. Đằng này có mấy du khách Tây, người ta đang nằm nghỉ ngơi, thư giãn. Chiều hôm nay gió mát ha. Mấy ngày trước là gặp cái thời điểm này là 4 giờ mấy là nắng ghê lắm. Còn nắng ghê, chói chang. Ở ngoài kia là người ta làm cái cầu tàu nè. Sắp tới là ở trong cái khu này là cái bến du thuyền á. Mọi người thấy bãi biển ở đây rất là đẹp ha.
đây là hang Còng nè. Hồi nãy mình bước tới mình thấy anh chạy vô đây anh núp. Hiện tại bây giờ thì du khách đang đổ xô ở đây cũng khá là đông. Cái khu Pinky House này rất dễ thương ha. Đó, xe ô tô du khách nè, đậu hàng dài luôn. Đậu hàng dài trên một cái con đường này nè. Giờ này là gần 5 giờ rồi. Đây là phía trước lối vào chính của khu trò chơi đây. Ở ngoài này là bãi đổ xe nè. Để mình vào bên trong đó chút xíu nha. Nếu mà anh chị các bạn muốn cho con em mình vào chơi trò chơi á thì chúng ta mua vé. Còn nếu mà tham quan phía bên ngoài thì mình khỏi cần phải mua vé ha. Tham quan phía bên ngoài này thôi. Đây là phía bên ngoài nè. Cũng có mấy cái gian trò chơi ở đây. Đó, khi chúng ta mà muốn cho con em mình vào bên trong đó chơi ha, thì mình tới đó mình mà tới chỗ này nè, mua vé rồi vào cái lối này. Đây chính là khu trò chơi Circuit Land đây. Đây là vòng đu quay nè. Chúng ta mua vé ha. Mua vé chơi cái trò chơi này rất là thú vị đây. Ngồi đây rồi nó đưa lên trên cao nè. Chúng ta có thể ngắm toàn bộ cảnh vật xung quanh phía bên dưới. Còn phía bên này chính là công viên nước Wonderland Park. Còn phía bên trên kia là Wonder Hill. Ở trên đó là người ta thiết kế kiểu dáng một cái con thuyền Noah. Cái khu công viên nước bên trong đó rất là rộng á.